Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vân đơn trên cái máy in nhiệt Bluetooth Q801BT này bên mình nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Đây là cái máy in nhiệt không có sử dụng mực nha các bạn. Thì cái máy này có thể in Bluetooth qua điện thoại hoặc là có thể in bằng máy tính hoặc laptop luôn. Thì in bằng điện thoại thì các bạn phải chia sẻ qua một cái app thứ ba thì các bạn mới có thể in được nha. Còn in trên máy tính hoặc laptop thì nó rất là dễ, nó đơn giản hơn nhiều. Đó, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn là in bằng điện thoại hoặc máy tính laptop luôn. Thì đây là giấy in nhiệt nha các bạn. Máy này cần phải sử dụng giấy in nhiệt thì mới in được nha các bạn. Các bạn mua giấy A4 ở ngoài thì không có in được nha. Đây là giấy in nhiệt khổ 76130 bên mình nha. Đó, giấy này là một sấp này các bạn. Sấp này nè, 500 tờ. Nó không khá là rẻ các bạn. Chỉ có 70-80 ngàn một sấp 500 tờ này thôi. Các bạn in thoải mái nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái Shopee lên, mở cái đơn lên, mình in hướng dẫn cho các bạn in nha. Ok, thì khi mà có đơn á, các bạn sẽ vào xử lý đơn ha. Các bạn vào xử lý đơn. Đây, mình có một đơn chưa xử lý nha. Rồi, mình bấm chuẩn bị đơn nè. Rồi, lấy hàng. Xác nhận. Rồi, ở đây mình in phiếu giao nè các bạn. Rồi, ok ha. Bây giờ các bạn bấm cái dấu mũi tên ở đây nè. Chuyển qua cái phần mềm thứ ba nha các bạn. Cái phần mềm thứ ba là cái phần mềm... Đây. Flash Label nè các bạn. Phần mềm Flash Label nha. Các bạn cài cái phần mềm Flash Label này vào nè. Đó. Rồi bị chờ xíu nha. Các bạn vào trong App Store hoặc CH Play đó các bạn. Các bạn tìm cái từ khóa là Flash Label. Đây. Flash Label nè các bạn. Các bạn cài phần mềm này vào nha. Thì mình cài rồi, mình không còn cài nữa. Rồi bây giờ các bạn á, các bạn bấm in đây nè. Khi mà các bạn bấm in ở đây á thì các bạn phải chỉnh lại cái khổ giấy nè. Khổ giấy của bên mình á là 76130. Đó, các bạn thêm ở đây nè. Rồi các bạn bấm 76130. Rồi các bạn bấm ok là xong. Nút bên hông rồi nút hủy nha các bạn. Rồi ở đây á là cái độ đậm của mực nè các bạn. Còn ở đây là tốc độ nè, tốc độ in á. Rồi còn ở đây á là in dọc in ngang thì mình để mặc định là in dọc nha. Rồi đây số trang in. Rồi ok, sau khi chỉnh xong á thì các bạn bấm in nha. Kết nối nè, các bạn bấm vào đây để kết nối máy in nè. Kết nối với máy in này, các bạn lưu ý là các bạn bật cái Bluetooth của mình lên nha. Rồi ok, bấm in. Các bạn chờ xíu nha. Đó. Đây nha các bạn, đây là hóa đơn mình vừa in ra nè. Rất là đẹp và mực rất là đậm nha. In lại cái cho các bạn xem nè. Đó. Đây các bạn ha. Rồi, mình sẽ quét cho các bạn xem nha. Hiện tại là shipper sẽ quét cái mã QR code này nè nha các bạn. Đó, đây các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vân đơn trên cái sàn thương mại điện tử Lazada nha. Ok, bây giờ các bạn vào trong cái app là Lazada Seller Center nè. Rồi ở đây mình có một cái đơn nha. Rồi mình vào cái đơn nè, đang chờ xử lý nè. Rồi mình sẽ vào mình xử lý cái đơn này nha. Đóng gói và in nè các bạn. Rồi bạn bấm xác nhận ha. Rồi các bạn bấm chỉ in nha. Rồi đây là cái đơn của Lazada nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm chuyển qua một cái app. Cái app Flash Label nè các bạn. Flash Label nè các bạn.
Thì cái phần mềm này nó sử dụng là tiếng Trung, thì các bạn cũng rất là dễ các bạn. Ở đây nó có cái biểu tượng máy in nè, các bạn bấm vào chỗ máy in nè. Ở chỗ này á, các bạn thiết lập cái khổ giấy. Cái khổ giấy bên mình á, là khổ giấy 76x130 nha các bạn. Đây các bạn thêm vào nè. Các bạn bấm ở trên là 76, ở dưới là 130. Rồi xong các bạn bấm cái nút bên đây nè, nút trắng bên đây nè, là xong nha các bạn. Còn bên này là hủy, mình cài rồi nên mình hủy nha. Rồi ở đây á, là cái độ đậm của mực nè các bạn. Còn chỗ này á, là tốc độ in nè. Rồi ở đây là in dọc, in ngang, rồi mình để mặc định là in dọc nha. Rồi mình bấm in nha, kết nối máy in nè. Các bạn bật Bluetooth lên nè. Rồi tìm máy in nha. Rồi bấm vào kết nối máy in. Rồi bấm in các bạn. Các bạn chờ xíu nha. Rồi đây các bạn ha, mình in tờ nữa cho các bạn xem nè. Đây các bạn ha, đây là cái mã vân đơn của Lazada mình vừa in ra nè, mực rất là đậm và nét luôn nha các bạn. Để mình dùng cái phần mềm quét barcode để mình quét thử cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha, đây hai cái mã nè, các bạn xem nè. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã vân đơn trên TikTok Shop nha. Ok các bạn, thì các bạn vào trong những cái đơn của các bạn á, thì ở đây mình có hai đơn ha, mình sẽ bấm vào vận chuyển hàng loạt nè. Rồi mình chọn hàng loạt ha. Rồi mình bấm sắp xếp vận chuyển. Rồi lấy hàng. In nhận, in nhãn vận chuyển. Xe ha các bạn. Mình cũng xe qua bên chỗ cái black label nãy đó các bạn. Nhớ bật Bluetooth lên nha các bạn. À, các bạn thấy không? Ở đây có hai đơn nè. Rồi bây giờ mình bấm in ha. Ở đây á, khi hồi nãy mà các bạn đã thiết lập cái khổ giấy, cái mực in và cái tốc độ in rồi á, thì nó sẽ lưu lại nha, các bạn không cần phải chỉnh lại nha. Bây giờ các bạn chỉ cần bấm kết nối máy in và các bạn in thôi. Rồi bấm in nè. Các bạn chờ xíu nha. Nó sẽ ra hai đơn cho các bạn luôn nha. Nó ra hơi chậm xíu nha các bạn. Đây nè các bạn. Đó các bạn không? Đó ra hai đơn cho các bạn luôn nha. Rồi thì còn trên Lazada thì nó cũng vậy luôn nha các bạn. Những bạn nào mà không biết thì mình gửi cái video riêng cho các bạn nha. Còn trên laptop hoặc máy tính mình cũng gửi cái video riêng cho các bạn. Các bạn khi mà các bạn mua hàng, các bạn không biết in, các bạn nhắn tin cho shop bên mình sẽ giới thiệu cho hướng dẫn cho các bạn nha. Ok, thì những bạn nào muốn mua máy in này á, các bạn xuống dưới phần mô tả, mình có để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada hoặc TikTok Shop, các bạn mua để được giao hàng ở tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.